Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 14 tháng 1 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng là 1.848 đô la Mỹ trên một ao, giảm 7 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua nhu cầu của ngân hàng trung ương đối với vàng trở nên dễ biến động do sự không chắc chắn và áp lực chi tiêu tài khoá ngày càng gia tăng bởi đại dịch Covid-19. Dù bán dòng 3 tháng, nhìn chung trong năm 2020, ngân hàng trung ương các nước vẫn trong trạng thái mua. Chuyên gia phân tích kim loại cấp cao của Kitco nhận định, sự phục hồi của chỉ số đô Mỹ Index và lợi suất tăng sẽ là yếu tố gây áp lực đối vàng trong ngắn hạn. Còn tại thị trường trong nước, chịu sự ảnh hưởng của giá vàng trên thế giới, giá vàng trong nước trong phiên giao dịch hôm nay cũng đã có sự biến động so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SGC đồng loạt đi ngang so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng tại các tỉnh thành phố đang được niêm yết đến mức giá như sau. Tại SG Hà Nội, SG Đà Nẵng và SG Nha Trang đều có chiều mua vào là 55,9 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,52 triệu đồng trên một lượng. Tại SG Cà Mau có chiều mua vào 55,9 triệu đồng trên một lượng và bán ra 56,52 triệu đồng trên một lượng. Tại SG Bình Phước có chiều mua vào là 55,88 triệu đồng trên một lượng và bán ra 56,52 triệu đồng trên một lượng. Tại SG Huế có chiều mua vào là 55,87 triệu đồng trên một lượng và bán ra 56,53 triệu đồng trên một lượng. Tại SG Biên Hòa, SG Miền Tây và SG Quảng Ngãi đều có chiều mua vào là 55,9 triệu đồng trên một lượng và bán ra 56,5 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Đà Lạt có chiều mua vào là 47,77 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,2 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Long Xuyên có chiều mua vào là 55,92 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,55 triệu đồng trên một lượng. Thưa quý vị, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng các loại hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh giảm so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Cụ thể được niêm yết ở mức giá như sau. Tại SJC Hồ Chí Minh từ một lượng đến 10 lượng có chiều mua vào là 55,9 triệu đồng trên một lượng, bán ra 56,5 triệu đồng trên một lượng, không thể thay đổi. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ có chiều mua vào là 54,7 triệu đồng trên một lượng, bán ra 55,3 triệu đồng trên một lượng, giảm 100 000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 4 số 9 có chiều mua vào là 54,4 triệu đồng trên một lượng, bán ra 55,1 triệu đồng trên một lượng, giảm 100 000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 24K có chiều mua vào là 53,554 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 54,554 triệu đồng trên một lượng, giảm 99.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 18K có chiều mua vào là 39,479 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 41,479 triệu đồng trên một lượng, giảm 75.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K có chiều mua vào là 30,277 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 32,277 triệu đồng trên một lượng, giảm 58.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 10K có chiều mua vào là 21,129 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 23,129 triệu đồng trên một lượng, giảm 42.000 đồng một cả hai chiều. Thưa quý vị, còn tại một số tổ chức lớn, giá vàng hôm nay đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại Doji Hồ Chí Minh có chiều mua vào là 55,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,45 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng một cả hai chiều. Tại Doji Hà Nội có chiều mua vào là 55,9 triệu đồng trên một lượng, không chỉ thay đổi và bán ra là 56,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 100 000 đồng. Tại BNG Hồ Chí Minh và BNG Hà Nội đều có chiều mua vào là 55,9 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,5 triệu đồng trên một lượng, không chỉ thay đổi. Tại Phú Quý SGC cũng không có gì thay đổi, mua vào 55,9 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,4 triệu đồng trên một lượng. Tại tổ chức Mi Hồng có chiều mua vào là 56 triệu đồng trên một lượng, tăng 100 000 đồng và bán ra 56,27 triệu đồng trên một lượng giảm 30.000 đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu có chiều mua vào là 56,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra 56,8 triệu đồng trên một lượng không gì thay đổi. Thưa quý vị, tại một số ngân hàng lớn, giá vàng SJC cũng đã có sự điều chỉnh giảm so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua, cụ thể được niêm yết ở mức giá như sau. Tại ngân hàng Exim Bank có chiều mua vào là 55,95 triệu đồng trên một lượng, không gì thay đổi và bán ra 56,3 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng tại ngân hàng ACB có chiều mua vào là 55,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,3 triệu đồng trên một lượng, không gì thay đổi. Tại ngân hàng Sacombank có chiều mua vào là 54,38 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 54,58 triệu đồng trên một lượng, cũng không gì thay đổi. Tại ngân hàng SCB có chiều mua vào là 56,1 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,7 triệu đồng trên một lượng, cũng không gì thay đổi tại ngân hàng Maritime Bank có chiều mua vào là 55,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra 56,6 triệu đồng trên một lượng giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều. Tại ngân hàng TP Bank Gold có chiều mua vào là 55,9 triệu đồng trên một lượng, không gì thay đổi và bán ra 56,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là mươi tập a.invest.com.vn Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!